thì còn thấy một người giàu mà kêu kiệt khó được chín đồng rồi ráng gom thêm cho chẳng 10 đồng không biết đạo không tạo phước bố thí không chia sẻ yêu thương ai khi bàn đến việc làm phước thì họ bàn ra đánh trống lãng họ à, chỉ biết hưởng thụ mua sắm nữ trang đắt tiền đổ tiền vào những hộp mỹ phẩm cao cấp lòng con khởi lên bực mình khó chịu con không con biết đây là tâm sân, xin sư cho con hỏi khi con khởi lên tâm như vậy thì có tội không và làm cách nào để đối trị? Ừ. vào thời đức phật ấy có một vị uh, trưởng giả tức là một cái ông nhà giàu, ông giàu ghê lắm, ông giàu ghê lắm, uh, nhưng mà không có con thừa kế và ổng cũng không có làm phước cũng dường ai hết không có biết làm phước cũng dường à, sau khi ổng chết thì à, nhà vua thống kê thì thấy tài sản ổng còn rất là nhiều nhưng mà do không có con cái cho nên là xung vào công con quỷ nhà vua nhân câu chuyện đó mới đem hỏi đức thế tôn đức thế tôn nói rằng Người này do ngày xưa từng cúng dường một vị Phật độc giác cho nên bảy kiếp liên tục vị này à, sanh sanh hoặc là cõi người hoặc là cõi trời. Mà cái kiếp làm người đó thì luôn luôn sanh vào luôn luôn có nhiều tài sản. Nhà luôn luôn có nhiều tài sản. Nhưng mà do người này không có tạo thêm phước bố thí, không có tạo thêm phước bố thí, à, chẳng những như vậy trong những kiếp quá khứ, đó, à, chẳng những không có tạo những thiện nghiệp mà còn tạo thêm những ác nghiệp và trong một kiếp để chiếm đoạt được tài sản thì người này giết con của anh trai, à, cho nên là trong kiếp này là không có con thừa kế thành thử sau khi thân hoại mạng chung thì người này nó đi xuống địa ngục cho nên mình thấy những người giàu mà họ keo kiệt họ không biết bố thí thì mình nên tội nghiệp người ta nên thương người ta bởi vì sao bởi vì họ đang hưởng cái phước cũ nhưng mà họ không tạo ra thêm phước mới nó giống như có người á mà hưởng có 10 triệu ở trong tay nhưng mà không dùng 10 triệu đó để đi làm để có tiền nuôi thân mà ăn hết thì tới hồi mà bụng đói hết tiền rồi thì sẽ đói. Họ cũng vậy. Sau khi họ xài hết cái phước của họ mà họ không tạo ra thêm phước mới thì họ sẽ phải tái sanh vào những cảnh khổ cho nên tại sao mình phải giận họ nhìn họ như vậy phát triển lòng bi mẫn thương họ bởi vì họ đang là những người miệng ăn núi lở họ không tạo ra thêm phước mới họ chỉ đang ăn cái phước cũ của họ thôi thì khi quý vị suy nghĩ như vậy đó nó có hai hướng một là quý vị hả hê tức là à mày vậy cho mày đáng mày chết thì cái đó không nên nhưng mà cái suy nghĩ thứ hai á, là nhờ như vậy mình thương người ta và mình sẽ không có còn giận người ta nữa nha thấy người ta không có tạo phước thì mình phải thương người ta chứ mắc cái gì mà mình phải giận người ta còn cái tâm sân ý thì vốn dĩ là không có nên rồi không nên rồi còn cách đối trị là sư vượng mới nói xong